Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích là 34m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, đầy đủ tiện ích công năng sử dụng. Xung quanh thì rất là gần với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Từ vị trí căn nhà này cách với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông nó khoảng tầm 1,5km mọi người ạ. Cách với lại thiên đường Bảo Sơn khoảng tầm 2,5km, đi ra ngã tư đại lộ Thăng Long thì nó khoảng tầm 4km, rất là gần, tiện ích với lại trục đường Lê Văn Lương kéo dài đi lên Thanh Xuân, Hà Đông mọi người nha. Và với cái trục đường này thì đi ra đại lộ Thăng Long vô cùng tiện ích. Với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi quý vị nha. Giá chào bán 2.550.000.000 bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với tất cả những quý vị nào có nhu cầu với căn nhà này, quý vị chỉ phải chi trả khoảng tầm 700-800 triệu tiền mặt thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất nha mọi người. Sau đây mời mọi người theo em vào cái phần chính cụ thể của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì được thiết kế như thế nào? Diện tích 34m, hướng nhà là Tây Nam, ngõ trước nhà đây mọi người ạ, cách với trục đường ô tô đi lại 50m mọi người ạ. Như mọi người có thể quan sát phần mặt tiền của ngôi nhà đây mọi người nha. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà đã được ốp đá granite và phần cửa chính của ngôi nhà đây được thiết kế toàn bộ là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa inox và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Đấy. Mời mọi người theo em vào cái phần tầng 1 ở đây. Với cái căn nhà này thì chủ đầu tư hoàn thiện như trên vị hiện trạng video mọi người ạ. Có tặng một chút đồ nội thất cho quý vị, một bộ bàn ghế chất liệu là gỗ sồi Nga nha mọi người. Rất là hợp lý với cái không gian cái căn phòng khách này. Thì đây là cái phần phòng khách ở đây, và ở đây là cái phần kệ tivi mọi người nha. Kệ tivi và một cái ốp trang trí khá là đẹp, hài hòa hợp lý với cái căn này ấy. Thì ở đây thực tế là Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người một chút là ở cái vị trí Ngọc Ánh đang quay thì là có hai căn mọi người nha. Hai căn này thì có một cái ngõ riêng. Đây Ngọc Ánh sẽ chia sẻ và nói kỹ hơn một chút để quý vị hiểu. Hai căn sử dụng một ngõ và có cổng riêng đây nha mọi người. Đây. Và có cổng riêng với hai căn này. Đấy. Đây. Bởi vậy cho nên là cái phần xe máy quý vị hai nhà sử dụng thì có thể để ở ngoài sân, không cần phải dắt vào trong nhà. Đó. Và tiếp theo ở phần tầng 1 của ngôi nhà. Tiếp theo đây, ngoài cái không gian phòng khách thì ở tầng 1 chủ đầu tư thiết kế cái phòng bếp nữa mọi người ạ. Đây nha quý vị. Với cái không gian cái căn phòng bếp này cũng rất là rộng, cửa sổ thông thoáng. Và ở đây thì chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái bộ bàn ăn nữa. Đó. Tủ bếp ở đây được lắp toàn bộ là tủ gỗ An Cường nha mọi người. Đây. Cái tông màu thì rất là nhã nhặn, màu trắng và màu nâu. Mặt bếp thì là ốp đá đen granite và xung quanh bếp thì sử dụng là kính ốp bếp màu xanh nha mọi người. Toàn bộ những cái phụ kiện bếp đi kèm cũng được lắp đặt đầy đủ theo cái chất liệu inox 304 đây. Đặc biệt là có cái chậu rửa bát mọi người ạ. Chậu rửa bát là chậu đúc 304 này, vòi rửa này đều là chất liệu inox sắp 304. Đồng thời cái hồ sơ điện, hồ sơ nước nhà này thì đã được lắp đặt xong xuôi đầy đủ hết rồi. Điện thì là sử dụng điện lực Hà Nội và nước thì sử dụng là nước sạch sông Đà, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng. Căn nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi. Ngọc Ánh quên chia sẻ với mọi người ở phần tầng phòng khách này thì chủ đầu tư có lắp sẵn cho mình một cái quạt trần Panasonic nữa nha mọi người. Đây. Đó, thương hiệu luôn. Ngăn cách giữa cái phòng khách và cái phần cầu thang thì ở đây có một cái vách gỗ CNC ở đây. Ngoài cái bộ bàn ghế này thì quý vị ở đây có thể sắp xếp giúp Ngọc Ánh ở đây những cái mà trang trí như quý vị mong muốn, những cái đồ dùng trang trí ở đây. Mặt bậc, cổ bậc cầu thang, toàn bộ của cái căn nhà này thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà là ốp đá đen trắng nha mọi người. Và tay vịn cầu thang ở đây, tay vịn cổ trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim nha quý vị. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách và bếp thì còn có một phòng vệ sinh ở phía tầng 1 này. Như quý vị có thể nhìn thấy, nhà vệ sinh thì đầy đủ về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà nha quý vị. Đây là phần tầng 1 Ngọc Ánh review khá là chi tiết rồi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha.
Với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào cái không gian phòng ngủ đầu tiên ở trên phía tầng 2 mọi người ạ. Đây, cửa sổ thông thoáng nha mọi người. Đấy, thông thoáng hai bên. Với cái không gian phòng ngủ này thì chủ đầu tư lát toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp nha quý vị. Với cái không gian phòng ngủ này thì nó được khoảng tầm 9 mét vuông. Cũng vuông vắn, dễ dàng kê đồ nha mọi người. Rèm cửa này. Cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây mọi người ạ. Với cái chất liệu này thì chống ồn, cách âm cũng như là cái độ bền thì rất là lâu mọi người nha. Bền bỉ với thời gian luôn. Tiếp theo, không gian phòng ngủ ở phía tầng 2, ở phía mặt ngoài của ngôi nhà đây mọi người ơi. Với cái phòng ngủ tầng 2 ở phía mặt ngoài này thì rộng hơn, nó khoảng tầm được 13 mét vuông quý vị ạ. Và cũng được lát toàn bộ sàn gỗ rồi. Đấy, cửa mở thông thoáng này, rèm cửa này, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái không gian căn nhà này, từ phía tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì đều được chủ đầu tư lắp đặt toàn bộ là cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện nha quý vị. Đó, cái không gian phòng ngủ này rất là thoáng và vuông vắn, dễ dàng kê đồ. Quan trọng, Ngọc Ánh vẫn cứ nhắc lại với mọi người, đó quan trọng là vị trí. Từ vị trí của cái ngôi nhà này thì đi lại như Ngọc Ánh chia sẻ từ đầu video, rất là tiện ích, gần những cái mà mọi người mong muốn, trung tâm thương mại này, rồi chợ trường con cái đi học này, rất là gần, tiện ích. Quý vị đi làm, con cái đi học, với cái ngõ của nó thì cũng rất là tiện mọi người ạ. Đó, cái vị trí này hình như là Ngọc Ánh quên không chia sẻ với mọi người, nhưng nó là thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì cụ thể nó thuộc ngõ 138 Ỷ La, Dương Nội, Hà Đông mọi người nha. Nhiều khi Ngọc Ánh cứ quên mà không nói từ ban đầu ấy, thì quý vị vui lòng xem video từ đầu đến cuối giúp em nha. Chắc chắn và khẳng định với mọi người về giá cả, thông số, giá bán thì Ngọc Ánh không bao giờ quên được. Ngọc Ánh sẽ nói không ở đoạn đầu thì ở đoạn giữa, khi nào mà Ngọc Ánh quên Ngọc Ánh sẽ nhớ, Ánh nhắc nha mọi người. Ngoài cái hai phòng ngủ này thì có một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở giữa hai cái không gian căn phòng ngủ mọi người nha. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, hệ thống lavabo bàn đá đây. Với cái không gian phòng tắm này thì khá là hợp lý, bởi vì cái diện tích của nó là 34m quý vị ạ. Cho nên là cái cửa của nó đây mọi người nha, nó là cửa kéo. Đây, mọi người có thể nhìn thấy. Đấy, tiết kiệm tối đa cái công năng sử dụng, cái diện tích sử dụng cho quý vị mà vẫn đáp ứng được những cái tiện ích sinh hoạt ở trong ngôi nhà này. Với phần tầng 2 là như thế này thì phần tầng 3 như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhá. Quý vị ơi, với cái tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế giống với tầng 2, cũng thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Thì đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo ở trên phía tầng 3. Đây, như quý vị nhìn thấy. Đó, có hai cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, rèm cửa này, đấy. Hệ thống trần thạch cao này, sàn gỗ công nghiệp này, căn phòng ngập tràn ánh sáng và cái không khí nha mọi người. Đó, đây Ngọc Ánh đang đứng ở đây, ngập tràn ánh nắng vào trong cái không gian phòng này luôn đây. Phía tầng 3 cũng vậy, được thiết kế 2 phòng ngủ và 1 cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 này thì thiết kế tương tự như là tầng 2 quý vị nha. Đầy đủ những cái công năng đáp ứng sử dụng cho quý vị sử dụng theo từng tầng, đầy đủ tiện ích. Với vị trí ngôi nhà đi lại thì vô cùng thuận tiện, giá bán thì hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và phần còn lại đó là tầng 4 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 của căn nhà nha. Quý vị ơi, với cái tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Phần ở Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là phần khu vực để máy giặt nha mọi người. Đó, và khi bước chân lên trên phía tầng 4 thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang này. Và tầng 4 thì được thiết kế gồm một cái phòng ngủ riêng nữa và một cái khu vực sân phơi. Với cái không gian cái căn phòng này thì quý vị có thể để làm phòng thờ, có thể để làm phòng việc. Nói chung cái này tùy mục đích công năng sử dụng của mọi người thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên đây mọi người có thể nhìn thấy này, cửa sổ thông thoáng này, rèm cửa này. Và riêng ở trên phía tầng 4 này thì không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là lát gạch mọi người nha. Kích thước gạch là 60-60 vân gỗ mọi người ạ. Đó, rất là rộng, rất là thoáng. Như vậy, với căn nhà này có 5 phòng riêng biệt nha mọi người. Có 5 phòng riêng biệt, tất cả các phòng đều có cái cửa, đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, và phần còn lại đó là phần sân phơi.
Đây mọi người nha. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà rất là rộng. Như quý vị nhìn thấy, đó. Xung quanh cái ngôi nhà này thì đầy đủ tiện ích. Đầy đủ rất là đông dân cư quý vị nha. Mọi người mà muốn liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ngay trên màn hình để em có thể tư vấn cho mọi người chọn lựa những cái căn nhà mơ ước nhất. Ở ngoài cái phần sân phơi này thì chủ đầu tư đây thiết kế luôn một cái thang đi lên, thang chờ để đi lên đây mọi người nhá. Ở trên đây là có bồn nước rồi mọi người ạ, bồn nước một khối sử dụng cho cái ngôi nhà này và có hệ thống máy bơm nước tổng lên trên đây. Đồng thời ở phía dưới tầng 1 nó có bể ngầm 2 khối 8 rồi nha mọi người. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này và vị trí ngôi nhà khác thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.